X11 Story mến chào các quý vị thính giả. Trong số các võ tướng thời Tam Quốc, có lẽ Triệu Vân không phải là người có võ công cao cường nhất, nhưng ông lại là người được yêu mến và tôn kính nhất. Một câu, ta là Triệu Tử Long đến từ Thường Sơn, đã thu hút không biết bao nhiêu người hâm mộ Tam Quốc. Vì tấm lòng trung thành mà Triệu Vân luôn được Lưu Bị tin tưởng, chức vụ tuy không cao nhưng sự trọng dụng mà ông có được là thứ mà nhiều tướng lĩnh khác không có được. Triệu Vân là Trung Hộ Quân, đây là chức vụ thống lĩnh cấm quân. Chỉ có những tướng tĩnh được vô cùng tin tưởng mới được giao cho trọng trách bảo vệ nơi ở của đế vương như vậy. Năm 223, Lưu Bị đích thân dẫn quân đại chiến nước Ngô của Tôn Quyền để báo thù cho Quan Vũ, nhưng kết quả thảm bại, bản thân Lưu Bị cũng nhiễm bệnh nặng không trị được. Tại Bạch Đế Thành, Lưu Bị biết mình không còn sống được bao lâu, nên đã giao phó Lưu Thiện cho thừa tướng Gia Cát Lượng và võ tướng Triệu Vân. Trước khi lâm chung, Lưu Bị đã nói cho Triệu Vân một mật chỉ, Gia Cát Lượng nghe xong không nói lời nào. Triệu Vân cả đời vẫn không hiểu ẩn ý bên trong lời nói của vị quân chủ mà mình phò tá bấy lâu. Nước Thục lúc bấy giờ đã không còn hùng mạnh như trước, văn thần chỉ còn lại Gia Cát Lượng, võ tướng chỉ đếm trên đầu ngón tay, bao gồm Triệu Vân và Ngụy Diên. Người hâm mộ Tam Quốc diễn nghĩa hẳn đều biết Lưu Bị đã nói như vậy khi gửi gắm con trai cho Gia Cát Lượng, nếu Lưu Thiện vô năng, không thể giữ vững sự nghiệp phục hưng Đại Hán, người có thể làm hoàng đế thay hắn. Nhiều nhà phê bình cho rằng lời này nghe có vẻ như Lưu Bị nói lời chân thành, tất cả chỉ vì xã tắc làm trọng, sự nghiệp phục dựng Đại Hán là trên hết. Nhưng người thông minh tuyệt đỉnh như Gia Cát Lượng đã nhận ra câu nói không hề đơn giản như vậy, vừa nghe đã biết Lưu Bị đang thử thăm dò mình. Lưu Bị sợ sau khi mình chết đi thì Gia Cát Lượng sẽ lên nắm quyền, đá Lưu Thiện sang một bên. Theo đó, Lưu Bị đã dùng chiêu thử lòng để tùy cơ ứng biến, dùng chút hơi tàn cuối cùng để khiến Gia Cát Lượng một lòng một dạ, tận tâm tận lực phụ tá thiếu chủ hoàn thành đại nghiệp phục hưng Hán thất. Đến khi đối mặt với Triệu Vân, một trong ngũ hổ thượng tướng trung thành với mình nhiều năm, Lưu Bị đương nhiên phải cho vị võ tướng này một ít quyền lợi trước khi lâm chung. Sau khi gửi gắm đôi lời với Gia Cát Lượng, Lưu Bị lập tức cho gọi Triệu Vân, một chủ một tướng trong một phòng, sau đó nói cho võ tướng một mật chỉ. Đó chính là lệnh cho Triệu Vân nhất định phải chăm sóc và bảo vệ Lưu Thiện thật tốt. Theo nghĩa đen, mật chỉ này mang ý tứ rằng Lưu Bị ra lệnh cho Triệu Vân bảo vệ thiếu chủ, giống như tình huống ông đã xả thân cứu A Đầu trong trận Trường Bản lúc trước. Song nếu kết hợp mật chỉ này với những lời đã nói với Gia Cát Lượng, chúng ta có thể nhìn ra tâm tư của Lưu Bị. Triệu Vân nghe xong như rơi vào sương mù vì không hiểu được dụng ý thật sự của vị quân vương. Bản thân Triệu Vân là võ tướng phục vụ cho Thục Hán, nay Lưu Bị qua đời, ông đương nhiên phải tiếp tục phò tá cho thiếu chủ Lưu Thiện hoàn thành đại nghiệp. Do đó, việc bảo vệ là chuyện nên làm và cũng là lẽ đương nhiên, không cần nhắc đến. Người ngay thẳng như Triệu Vân đương nhiên không thể nhận ra ẩn ý phía sau của lời dặn dò tưởng như vô nghĩa đó. Sau đó Triệu Vân đã nói chuyện này cho Gia Cát Lượng nghe, thừa tướng liền hiểu được tâm tư của Lưu Bị, nhưng lựa chọn giữ im lặng không nói cho Triệu Vân biết chân tướng. Lưu Bị thật không hổ danh là hậu nhân Hán thất, trước khi qua đời còn có thể bảo toàn sinh cơ và bảo vệ vững chắc cho hậu thế. Thật ra Lưu Bị không cần phải lo lắng, thực tế đã chứng minh Gia Cát Lượng luôn trung thành và tận tâm với Thục Hán. Trong Tam Quốc, mối quan hệ giữa Gia Cát Lượng và Triệu Vân rất tốt, Gia Cát Lượng còn từng đích thân sắp xếp hôn sự cho Triệu Vân. Còn Triệu Vân, cuộc đời của ông có thể nói là khá bi thương, cái bất hạnh lớn nhất của ông lại bắt nguồn từ chính lòng trung thành của ông. Năm 223, Triệu Vân được Lưu Thiện phong làm Trung Hộ Quân, Trinh Nam Tướng Quân, Vĩnh Xương Đình Hầu, sau đó thăng lên Trấn Đông Tướng Quân. Năm 227, Triệu Vân cùng thừa tướng Gia Cát Lượng tập kết quân đội ở Hán Trung chuẩn bị đánh Ngụy. Triệu Vân khi đó đã tuổi cao vẫn đích thân xuất chinh ra trận nhằm thể hiện lòng trung với nước, là thành viên còn sống cuối cùng của ngũ hổ tướng. Đã gần 70 tuổi nhưng Triệu Vân vẫn có thể chém được nhiều tướng địch, xứng danh Thường Thắng Tướng Quân. Năm 228, Gia Cát Lượng ra quân, Triệu Vân được cử đi cùng Đặng Chi mang ít quân ra Tả Cốc, còn mình khởi đại quân ra Kỳ Sơn. Trong lúc Nhai Đình thất thủ khiến Gia Cát Lượng phải lui đại quân về Hán Trung thì Triệu Vân và Đặng Chi cũng chỉ có ít quân. Ông bèn dùng kế nghi binh cố thủ, sau bị quân Tào Chân tấn công ở Cơ Cốc phải rút về. Triệu Vân đi chặn hậu, quân Thục rút lui có kỷ luật. Trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa, nhà văn La Quán Trung đã hư cấu ra câu chuyện nhân vật Triệu Vân tuổi già vẫn một mình chiến đấu tay đôi với tướng Ngụy là Hàn Đức, lần lượt đâm chết 4 con trai của Hàn Đức trước khi giết nốt ông ta, tất cả đều là nhân vật hư cấu. Về nước, ông bị giáng chức thành Định Quân Tướng Quân. Gia Cát Lượng thấy ông không để tổn thất quân sĩ, cho phép ông lấy vải vóc để thưởng cho quân, nhưng ông từ chối vì đội quân của ông đã để thua trận không đáng nhận thưởng. Trong Vân Biệt Truyện, có đoạn Gia Cát Lượng nói, việc rút quân ở Nhai Đình, binh tướng ta chẳng ai không bị thiệt hại, việc lui quân ở Cơ Cốc, binh tướng ở đấy chẳng mấy tổn thất sao vậy? Đặng Chi thưa rằng,
Vân tự thân đi Đoạn Hậu, quân tư trang vật dụng đều không bỏ sót, binh tướng được vô sự nên không tổn thất gì. Vân lấy được nhiều quân tư trang và vải lụa thừa, Gia Cát Lượng sai đem những vật ấy ban cho tướng sĩ của Vân. Vân nói rằng, việc quân đã bất lợi, sao có thể nhận phần thưởng được? Xin đưa hết những vật phẩm ấy vào phủ khố ở Xích Ngạn, đợi đến tháng 10 sang đông giá rét mà ban thưởng. Gia Cát Lượng rất lấy làm phải và nghe theo. Triệu Vân trong những năm tháng cuối đời, dường như ông biết trước thọ mệnh của mình chẳng còn dài nên đã từng nói với Thừa tướng Gia Cát Lượng. Thừa tướng, Tử Long già rồi, ước nguyện của tiên đế, ta không còn cách nào tận lực. Đại nghiệp phục hưng Hán thất chỉ có thể dựa cả vào một mình Thừa tướng. Năm 229, Triệu Vân, võ tướng cuối cùng trong nhóm ngũ hổ tướng thuộc Hán qua đời tại nhà riêng. Kể từ đó ngũ hổ tướng vĩnh viễn không còn tồn tại. Đây là một năm thực sự tang thương của chính quyền thuộc Hán. Trước khi lâm chung, Triệu Vân vẫn hô lớn bốn chữ, Bắc Phạt, từ đó có thể thấy, mong muốn Bắc Phạt của Triệu Vân rất mãnh liệt và bức thiết. Tiếc rằng một hổ tướng đắc lực như vậy lại qua đời khi chưa thực hiện được giấc mộng phục hưng nhà Hán. Khi Gia Cát Lượng đang tích cực nghị sự vấn đề Bắc Phạt tại quân doanh thì có hai thanh niên bước vào doanh trại của ông và nói rằng cha của họ, tức Triệu Vân đã qua đời. Nghe xong, Gia Cát Lượng đã thất thần mà than, Tử Long lâm bệnh qua đời, thật chẳng khác nào chặt đi một cánh tay của ta. Sau đó Gia Cát Lượng không khóc ngay mà ngồi trên ghế buồn đến lịm người và thiếp đi. Gia Cát Lượng đã tái mặt sau khi nghe kể về việc Triệu Vân hô bốn chữ, Bắc Phạt. Tại sao lại như vậy? Hiển nhiên, lý do khiến Gia Cát Lượng tái mặt sau khi nghe Triệu Vân hô bốn chữ, Bắc Phạt cũng rất rõ ràng. Trong tương lai, liệu ai có thể làm thống soái ba quân để tiếp tục chiến dịch Bắc Phạt, mở mang bờ cõi cho thuộc Hán đây? Tâm tư của Triệu Vân khiến Gia Cát Lượng không ngừng rơi lệ, chỉ có thể thở dài đau xót vì mất đi một danh tướng bên cạnh, công cuộc củng cố thuộc Hán ngày càng trở nên khó khăn gấp bội. Vào thời kỳ cuối của nước Thục, nhân tài suy thoái, mất đi một nhân vật nòng cốt, một tướng tài như Triệu Vân, đó chẳng phải là một việc vô cùng đau đớn hay sao? Gia Cát Lượng đã tổ chức Bắc Phạt tổng cộng 5 lần và ông cũng dành hết tâm huyết đời mình vào sự nghiệp đó. Mặc dù cuối cùng nhà Thục Hán là thế lực yếu nhất, so với thế lực Tào Ngụy lúc này, Thục Hán kém rất xa, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến những bước tiến của Thục Quốc. Nhưng khi đang thiếp đi, Gia Cát Lượng mơ thấy Triệu Tử Long. Trong giấc mơ, họ đang bày mưu tính kế phục hưng nhà Thục Hán. Khi ấy Triệu Tử Long nói với Gia Cát Lượng rằng ông không cam lòng ra đi và không còn mặt mũi nào dám đến gặp từ biệt thừa tướng khi chưa báo đáp được ơn đức của tiên vương. Sau khi tỉnh dậy, Gia Cát Lượng vô cùng xúc động, khóc lóc suốt ngày. Binh lính bên cạnh chưa bao giờ thấy Gia Cát Lượng lộ ra bộ dạng đau buồn như vậy. Là người đứng đầu quân lính nhưng tại sao Gia Cát Lượng đột nhiên hành xử mềm yếu như vậy? Hình ảnh này cho thấy Gia Cát Lượng rất hy vọng có thể phục hưng nhà Hán càng sớm càng tốt. Đáng tiếc là những vị tướng tài giỏi bên cạnh Gia Cát Lượng lần lượt qua đời, trong đó có Triệu Tử Long cũng đã rời đi. Điều này khiến kế hoạch Bắc Phạt của Gia Cát Lượng gặp nhiều trở ngại. Gia Cát Lượng là người tận trung với Lưu Bị, vì mong muốn làm cho nước Thục hùng mạnh hơn, nên ông rất nghiêm khắc với bản thân. Luôn giữ uy lực và làm gương trước quân lính. Sau khi Gia Cát Lượng nghe thấy lời Triệu Tử Long trong giấc mơ, ông đã không nén nổi cảm xúc trong lòng mà bật khóc. Gia Cát Lượng cảm nhận thấy Triệu Tử Long rất trung thành với Lưu Bị cũng giống như tấm lòng của chính ông với tiên vương họ Lưu. Cùng với đó, thấy kế hoạch phục hưng nhà Hán không có tiến triển gì, và chứng kiến sự kém cỏi của Lưu Thiện khiến Gia Cát Lượng cảm thấy rất bất lực. Là vị tướng đứng đầu, có những điều chỉ có thể nuốt vào trong lòng theo thời gian nên sau khi nghe lời, báo mộng của Triệu Tử Long, Gia Cát Lượng đã bật khóc. Bởi đó cũng là điều trăn trở của bản thân ông đã nén giữ trong lòng bấy lâu. Tuy nhiên, mãi đến năm 261, trước sức ép của đại tướng Khương Duy, Lưu Thiện mới truy phong ông làm Thuận Bình Hầu. Ông là người cuối cùng trong ngũ hổ tướng nhà Thục Hán nhận tước vị hầu. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.